Sinh con đầu lòng mất 1 tỷ, Lâm Khánh Chi vẫn quyết nhờ mang thai lần 2 cho đủ nếp đủ tẻ. Dù tốn kém nhiều tiền của và công sức, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn muốn sinh thêm một em bé nữa. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi khoe con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Được biết, toàn bộ chi phí cho việc có con tại Thái Lan tiêu tốn của cô khoảng 1 tỷ đồng. Theo đó, số tiền hoàn tất cho bác sĩ, thuê người ban bầu, hộ khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đi lại sinh hoạt của vợ chồng Lâm Khánh Chi cho đến khi đứa bé chào đời rơi vào khoảng 300-400 triệu. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi chẳng nề nà chuyện tiền nong. Để có được hạnh phúc trọn vẹn thì 1 tỷ đồng cũng xứng đáng mà. Tôi làm ra tiền, tôi có khả năng thì đồng ý thực hiện. Trong một clip livestream mới đây, khi fan giục sớm sinh một bé nữa, cụ thể là bé gái, thì Lâm Khánh Chi cũng không ngần ngại chia sẻ ấp ủ của mình. Nữ ca sĩ cho biết nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sang năm cô sẽ làm thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ giấu kín chỉ khi nào thành công thì mới khoe, bởi nói trước bước không qua. Sau khi lấy chồng sinh con, Lâm Khánh Chi ít đi hát mà tập trung và chăm lo cho gia đình. Trong lần chia sẻ này, cô cho biết khi con trai đầu lòng lớn và đi học, cô sẽ trở lại với ca hát và hy vọng được mọi người ủng hộ. Nhiều người hối Lâm Khánh Chi sinh thêm con gái cho đủ nếp đủ tẻ. Lâm Khánh Chi nói nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sang năm sẽ nhờ mang thai hộ lần nữa. Con trai kháu khỉnh của Lâm Khánh Chi, chồng cô chăm sóc con trai rất chu đáo, nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Sau tuyên bố là vợ chồng, Ngô Kiến Huy và BB Trần lại gây sốt với ảnh tình tứ làm đẹp cho nhau. Ngô Kiến Huy và BB Trần gọi nhau là vợ chồng ngọt ngào sau thời gian phân vân công hay thụ, khiến dân mạng thích thú. Mới đây, trai thẳng Ngô Kiến Huy và trai công BB Trần lại làm nóng mạng xã hội sau những lời xưng hô vợ chồng ngọt ngào. Câu chuyện bắt đầu từ những bức ảnh hậu trường khi hai ngôi sao cùng các nghệ sĩ đình đám tham gia một game show truyền hình. Thay vì hình ảnh chỉnh chu, các thành viên đăng tải khoảnh khắc ghi lại tư thế tranh thủ ngủ nghỉ bá đạo của đối phương để dìm hàng nhau. Dáng ngủ bỏ lại mọi thứ trên đời của Ngô Kiến Huy. Bên dưới trạng thái của Ngô Kiến Huy, fan đăng tải ảnh BB Trần đang ngủ kèm lời nhắn: còn đây là khi ngủ của vợ bắp. Tình cũ của Khổng Tú Quỳnh tác thẳng tên BB Trần vào mà mỉa mai: vợ ơi, mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Hù theo Ngô Kiến Huy, BB Trần quả quyết: không sao đâu chồng, em còn cái mặt đâu mà sợ. Ngô Kiến Huy và BB Trần xác định rõ ai là vợ, ai là chồng. Đoạn hội thoại xưng hô vợ chồng công khai của Ngô Kiến Huy và BB Trần sau thời gian đồi ghép cặp được các fan của cả hai ủng hộ nhiệt tình. Thời gian qua, Ngô Kiến Huy và BB Trần phủ sóng dư luận sau loạt hình ảnh thân thiết. Hai ngôi sao thường xuyên thả thính công khai mạng xã hội. BB Trần đồi ghép cặp và phân biệt công hay thụ, trong khi tình cũ của Khổng Tú Quỳnh cũng quả quyết, rõ ràng chúng tôi thuộc về nhau. Cách để thơm, cả hai không ngần ngại công khai xác nhận là vợ chồng. Ngô Kiến Huy, BB Trần. Cách xưng hô vợ chồng hài hước của hai ngôi sao khiến tập đoàn shipper phát cuồng. Không chỉ chia sẻ bằng lời, Ngô Kiến Huy và BB Trần còn thể hiện bằng hành động. Hình ảnh hai ngôi sao liên tục kè kè bên nhau được nhóm bạn chơi chung chia sẻ phủ sóng mạng xã hội. Tình cũ Khổng Tú Quỳnh và trai công họ Trần luôn sát cánh khi đi ăn uống hay vui chơi cùng đồng nghiệp. Không chỉ gục đầu hay ôm eo, BB Trần và Ngô Kiến Huy còn tỉa tóc, tết tóc làm đẹp cho nhau. Bị chê gầy guộc, nghi sụp 15kg vì mất vợ, Tim nổi cáu, ly hôn chỉ là cơn gió thoáng qua thôi. Trước những lời chê bai ngoại hình gần đây, Tim vừa có những đáp trả cực gắt. Gần đây, Tim vừa khiến người hâm mộ giật mình khi thường xuyên xuất hiện với thân hình gầy guộc ốm nhom và gương mặt xanh xao hốc hác. Chỉ trong một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã bị sụp tới 15kg do không ăn uống được gì, chỉ uống nước cầm hơi. Thể trạng hiện tại của Tim đang trở nên đáng lo ngại. Sau khi gây xôn xao với diện mạo mệt mỏi phờ phạc, Tim khá bất ngờ với phản ứng của công chúng. Anh chàng vừa lên tiếng giải thích khá gay gắt trên trang cá nhân. Theo đó, Tim bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn cho rằng anh bị sụt 15kg là vì buồn chuyện ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Giọng ca sinh năm 1987 khẳng định anh ly hôn hay kết hôn cũng không ảnh hưởng đến chuyện cân nặng. Mình nói thẳng nhé, ly hôn hay kết hôn hay yêu ai ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mình thôi. Chỉ khi nào liên quan đến con mình hoặc gia đình mình mới buồn tới mức đó nhé. Đây cũng là lần hiếm hoi ba bé Sushi thẳng thắn thừa nhận và công khai thời gian ly hôn với vợ cũ Trương Quỳnh Anh bằng một thái độ quyết liệt. Ly hôn rồi, 2 năm rồi đang độc thân, yêu đời làm ăn lương thiện, đẹp trai khỏe mạnh, không ấu dâm, không lừa đảo, không ma túy. Nguyên văn phản hồi của Tim:
Bên cạnh đó, Tim cũng chia sẻ lý do anh quyết định giảm cân là để phục vụ cho vai diễn gần đây trong một dự án phim đóng cùng Ngọc Lan. Việc tăng và giảm cân vì một vai diễn là chuyện quá bình thường với diễn viên nước ngoài. Mình không thể so sánh mình với họ, nhưng ít nhất khi nhận một vai gì, mình sẽ cố gắng hết sức. Giống đầu tiên về mặt ngoại hình đã, quyết tâm giảm cân theo yêu cầu của đạo diễn bất chấp việc bị chê hôm hem gây ruột. Tim đề cao sự chuyên nghiệp trong công việc diễn xuất. Bên cạnh đó, nam ca sĩ đăng kèm về các tài tử nổi tiếng cũng thực hiện việc giảm cân, hy sinh vì nghệ thuật để nhập vai tốt nhất. Trước khi làm bà mối, Cát Tường từng thi Hoa Khôi, nhan sắc thời trẻ không phải dạng vừa. Nhan sắc thời thiếu nữ của bà mối Cát Tường khiến nhiều người bị đốn tim. Những ngày qua, nghệ sĩ Cát Tường đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Từ sau vụ lùm xùm bị cắt hợp đồng làm bà mối của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, khi ồn ào còn chưa lắng xuống thì mới đây, một trang mạng xã hội về showbiz vừa đăng tải loạt ảnh thời Cát Tường, khiến nữ diễn viên càng được hâm nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng biết Cát Tường là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của màn ảnh phía Nam. Đôi mắt to tròn đang lấy gương mặt phúc hậu rạng ngời và nụ cười tươi với má lúm đồng tiền duyên dáng giúp bà mối của Bạn Muốn Hẹn Hò ăn gian tuổi cực hiệu quả. Sau khi những hình ảnh thanh xuân được công khai, Cát Tường càng khiến đông đảo người hâm mộ tròn mắt dẹt vì nhan sắc tuổi 18 thơ ngây dịu dàng có thể đốn gục bất cứ ai. Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng đi thi sắc đẹp và giành được vương miện nữ sinh thanh lịch tại trường cấp 3 ở Vĩnh Long. Ở tuổi trăng tròn, Cát Tường sở hữu góc nghiêng đắt giá với sóng mũi cao và gương mặt thanh tú. Những được nét nữ tính khả ái của bà mối khiến ai cũng phải suýt xoa. Bên cạnh đó, những hình ảnh Cát Tường tại cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1996 cũng được cư dân mạng đào lại. Ở tuổi đôi mươi, nhan sắc người đẹp càng thêm hoàn thiện. Khi Photoshop và phẫu thuật thẩm mỹ chưa xuất hiện, Cát Tường vẫn tỏa sáng và cực nổi bật nhờ phong cách tự tin. Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp duyên dáng, nữ tính và rất điện ảnh. Gương mặt yêu kiều, vóc dáng thanh mảnh thời thiếu nữ của Cát Tường khiến người hâm mộ choáng váng. Ở tuổi 43, Cát Tường ngày càng mặn mà đầm thắm với thân hình quyến rũ chết người. Gác lại nỗi buồn phải chia tay vai trò MC của Bạn Muốn Hẹn Hò, bà mối đang tận hưởng chuyến công tác kết hợp du lịch tại Na Uy cùng đồng nghiệp. Nhiều khán giả vẫn mong chờ sự trở lại của nữ nghệ sĩ trong một chương trình mới. Đại gia Mai Phương Thúy, cổ đông của hãng hàng không Di Động. Không tham gia sâu vào showbiz Việt nhưng Mai Phương Thúy được biết đến với vai trò nhà đầu tư phim. Cô cũng không giấu chuyện là cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn. Mai Phương Thúy là một cái tên được nhiều người nhắc đến, giống một cô hoa hậu không tham gia vào showbiz nhưng vẫn phải khiến mọi người nể phục vì nhiều việc làm của mình. Cô không chỉ được nhắc đến là một cô hoa hậu gợi cảm xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn là nhà đầu tư của dự án phim điện ảnh cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn. Gần đây nhất, Mai Phương Thúy chia sẻ về bài doanh thu của một hãng hàng không tại Việt Nam. Khi nhiều bạn bè vào chúc mừng, cô không ngần ngại chia sẻ mình là cổ đông của doanh nghiệp này. Dù rất khiêm tốn, nhưng nhiều bạn bè đều thể hiện họ mong muốn làm một phần nhỏ như người đẹp. Không chỉ cổ phần tại hãng hàng không này, Mai Phương Thúy cũng ngầm thừa nhận là cổ đông nho nhỏ tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Trước đó, Mai Phương Thúy cũng dùng số tiền 700 triệu đồng gửi tới tổ chức phẫu thuật nụ cười cho trẻ em không may mắn bị hở hàm ếch. Cô nàng chia sẻ bản thân hiện tại bận rộn không có mặt trực tiếp để làm từ thiện, nên đã giúp đỡ những người khó khăn theo cách của riêng mình. Cô cũng tiết lộ đây là số tiền lớn nhất cô từng chuyển khoản, nhưng chưa phải số tiền lớn nhất cô từng bỏ ra làm từ thiện. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản nhà đất của mình. Cô sở hữu chung cư cao cấp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí cả tại Hồng Kông. Cô cũng sở hữu chuỗi nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Việt Nam. Kho hàng hiệu của Mai Phương Thúy khiến nhiều người sửng sốt. Người đẹp chia sẻ vì mua quá nhiều mà có những món đồ cô quên không dùng tới. Cô từng diện đồng hồ có giá 65.000 đô, gần 1,5 tỷ đồng. Đây là loại đồ hiệu được giới quý tộc ưa chuộng. Mai Phương Thúy thường xuyên ngồi xế hộp sang trọng mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Năm 2009, cô sắm chiếc xe thuộc hạng sang lúc bấy giờ. Sau đó, cô liên tục bổ sung vào bộ sưu tập những chiếc xe đắt đỏ khác từ thương hiệu Range Rover, trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Mai Phương Thúy từng hé lộ cô và gia đình tặng em gái chiếc xe hơi đang sử dụng thường xuyên. Chị em Mai Phương Thúy và Mai Ngọc Phượng thường xuyên chụp ảnh chung thân thiết trên trang cá nhân. Lấy chồng ứng chỉ là thầy yoga, nhưng không ngờ tài sản của Nguyệt Ánh lại khủng thế này. Nguyệt Ánh bỗng rao bán căn hộ 14,5 tỷ khiến nhiều người bất ngờ, ai cũng tò mò xem vợ chồng cô giàu thế nào.
Cuộc sống của Nguyệt Ánh sau đám cưới rất êm đềm, hai vợ chồng cô đón con trai đồng lòng cách đây không lâu, và mãi tới gần đây cô mới chịu khoe hình ảnh kháu khỉnh của con. Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ với chồng vào tháng 3, 2017. Chồng Nguyệt Ánh là Eswar Rao, người Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam. Anh hơn 40 tuổi, hiện đang là giáo viên yoga thành phố Hồ Chí Minh. Không giống như bao người đẹp khác đi tìm đại gia cực giàu cho mình, Nguyệt Ánh lại chỉ chọn một người thầy dạy yoga. Nhiều người tự hỏi, nếu như vậy thì Nguyệt Ánh có giàu nước đố đổ vách như những đồng nghiệp khác? Và câu trả lời khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi mới đây Nguyệt Ánh rao bán ngôi nhà 14,5 tỷ đồng ở Phú Xuân, Nhà Bè, gồm một trệt, hai lầu, một áp mái. Chia sẻ về lý do bán ngôi nhà này, Nguyệt Ánh cho biết do nhà rộng không ở hết, có thể thấy không gian nhà của Nguyệt Ánh rao bán rất gần gũi với thiên nhiên, nội thất sang trọng. Ai cũng biết Nguyệt Ánh là diễn viên nổi tiếng ở miền Nam, tham gia rất nhiều bộ phim nên chuyện cát-xê của cô cao ngất ngưỡng cũng là thường tình. Ngoài ra sau khi sinh con, cô còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ các hãng mẹ bỉm sữa. Cộng thêm việc bán hàng online nữa thì thu nhập của cô cũng không ít tiền. Bên cạnh đó, chồng Nguyệt Ánh lúc đầu chỉ là thầy dạy yoga, nhưng sau khi kết hôn thì vợ chồng cô đã tự mở một trung tâm riêng lên chức ông bà chủ. Với nguồn thu nhập dồi dào như thế từ hai vợ chồng thì chắc chắn ai cũng biết không chỉ căn nhà 14,5 tỷ này mà tài sản ngầm của vợ chồng cô cũng khủng cỡ nào. Không gian phòng khách trong ngôi nhà Nguyệt Ánh trao bán giá 14,5 tỷ đồng. Gam màu chủ đạo là xanh trắng, nhìn rất hài hòa và mát mắt. Khu vực bếp và bàn ăn. Các phòng ngủ. Ánh cho biết do nhà rộng không mở hết nên cô rao bán. Nhà lầu có rồi thì tất nhiên phải đi kèm với xe hơi. Cô còn chăm chỉ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Sau sinh, cô còn bội thu vì có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, hình ảnh cậu con trai giúp mẹ hái ra tiền của Nguyệt Ánh. Không đơn thuần là thầy giáo, chồng cô còn là ông chủ của trung tâm dạy yoga. Anh ít khi xuất hiện bên cạnh vợ, nhưng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và tập luyện yoga ở trung tâm.